hay rồi, vô phía bên trong để mình thử coi quăng ra được không em. À được rồi các bạn, ok được 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 đó, ok quăng ra tụi nó hết ở trong này luôn các bạn đó. Quăng hết là con boss đâu á. À mình thấy cái ống máu của nó rồi các bạn, ống máu nó phía bên ngoài đó, cũng xa cho nên không sao được, kịp thời gian của mình quăng ra đó, nhanh thủ quăng ra luôn là hết đi chân Miu nè. Ok lát nữa chắc là mình sẽ cưỡi con Miu thử các bạn, cưỡi con Miu để đi ra lệnh cho mấy con này nó chiến đấu đi nha. Vô tấn công. Wow, một phát 11.000 đam nó đánh kìa, quẩy cái đuôi một cái, đúng rồi đứng ở phía đằng sau đánh. Trời ơi, Pokemon của mình sao nó ra đi hết hàng lọt luôn rồi. Ôi mới được có nửa cây máu con boss thôi các bạn, mà mấy con đệ của mình đi hết rồi. Hồi xong mình và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Pokemon. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình đã có một chuyến đi xuống những cái hang động cuối cùng để tìm cái anti-fat các bạn. Thì mình đã có đủ anti-fat rồi ha. Với lại trong thời gian giữa hai tập các bạn, mình đi farm mấy vật phẩm linh tinh nữa nè, để chuẩn bị cho tập ngày hôm nay mình sẽ đại chiến với lại con boss ở bên cây cột đánh boss các bạn. Và để đại chiến với con boss đó thì mình sẽ chọn lựa con boss khó nhất, con boss alpha luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại là mình đi farm nguyên liệu các bạn. Mình về tới đây nè, mình mới phát hiện ra là mình còn thiếu cái xúc tua của con kiểu như cái con mực các bạn, con mực sát thủ khổng lồ dưới biển á. Cho nên hôm nay bây giờ mình sẽ, trước khi đi đánh nó thì mình sẽ đi farm thêm đó. Trong lúc mà mình đi farm cái dầu bằng cái con này mình bắt ở tập trước rồi các bạn, mình phát hiện ra là cái con này nó có khả năng là bay xuống cả ở dưới nước nữa các bạn. Ôi ôi, cái con này nó vừa mạnh đó bạn, nó vừa mạnh ha, bay xuống biển được, nhưng mà tốc độ di chuyển của nó thì hơi nhanh một chút, cho nên thành ra là nó hơi khó di chuyển các bạn. Nhưng mà được cái là di chuyển xuống biển và trên bờ thì cũng rất là ngon luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lặn sâu xuống dưới đáy biển các bạn, để mình đi tìm mấy cái con mực mới được, đi săn mấy con cá mực á, à mấy con cá kiểu như cá dầu đó bạn, thì săn ở phía bên trên mặt nước á. Còn mấy con mực á thì bây giờ chắc là phải đi sâu xuống phía bên dưới đáy biển á thì mới có cơ hội tìm được nó. Cho nên lần này thì sẵn mình sẽ đi khám phá dưới đáy biển luôn ha, đi sâu xuống phía bên dưới luôn các bạn. Ủa cái đáy biển trong cái map lần này nó sâu ghê luôn á. Ôi ơi, xuống tới biển tối luôn nè. Và đây rồi các bạn, đây là một trong những con mực mình cần tìm đấy rồi, rất là sâu xuống dưới đáy biển. Dưới này thì được cái có mấy cây thì nó phát sáng lên ha, chứ không mình cũng không biết đâu mà tìm luôn á. Và quẩy cho nó một phát. Ây chà, con gì nó đánh đau dữ vậy. Ủa con mực của mình nó tuột, con rồng của mình nó tuột méo các bạn. Và chích điện cho nó một cái. À ok, con này thấy vậy thôi 18.000 máu đó bạn, chứ không phải là dạng vừa đâu con mực nha nè. Rồi có mấy con sứa nè, ghê quá ha. Con này đi nhanh quá các bạn, nên hơi khó điều khiển chốt ha. Rồi canh cho ngay, mình quẩy đuôi cho nó thêm một vài cái nữa thôi là em nó ra đi. Thêm một cái nữa nè. À, ok quá. Ô, nó làm mình văng ra khỏi lưng thú luôn các bạn. Con nào vậy ha? Rồi và con đệ của mình thì đã mất tiêu rồi, con rồng của mình. À, mình có đem theo cái chân dịch nè. Chạy nhanh trước khi bị tê liệt nha. Con đại của mình thì đâu rồi không biết nữa, chắc là nó vô. Ồ nó bị hết máu các bạn, nó vô trong người của mình rồi. Và mình sẽ quăng nó ra phía bên ngoài và mặc cái bình oxy vô một cái. Quăng em nó ra cái. Ôi mới xuống biển một chút xíu thôi mà em nó tê tả luôn rồi. Và à, kìa. Nó xém chút nữa nó bơi lên phía bên trên nó bỏ mình lại rồi. Và xem coi nó có lấy được đầu của con mực không nha. Hay leo lên trên người của nó lại. Hỏi đi săn cái con mực này cũng khó quá ha. Và có được xúc tu của nó mình không có nhận được các bạn. Vậy là chắc là còn trong người của nó rồi. Dưới này thì có mấy con sứa ha. Con này tới tận 100 mấy chục ngàn máu các bạn, nhưng mà nó tuột máu nhanh quá. Và đi xuống phía dưới để mình kiểm tra thử xem coi. À trong này các bạn, đây thôi, lấy hết. Rồi lên phía bên trên các bạn, mới săn được một con mực. Và một con mực thì được cho mình 8 cái xúc tu ha. Và con này yếu máu rồi, cho nên bây giờ dịch chuyển về thì quay xuống dưới này thì lại xuống dưới biển. Cho nên thôi, mình sẽ làm một chuyến bay hẳn lên trên luôn đây ha. Quay về nhà để hồi phục máu là các bạn. Chưa có đánh đấm gì được hết rồi mà hết máu mất tiêu rồi. Đây, bây giờ mình sẽ về để mình sử dụng cái máy để bơm máu cho em đó. Đổ ở đây luôn đi ha. Đó, rồi phút nó vô trong quả cầu. Mình sẽ hai cái bộ đồ của mình lại đi ha. Lên trên bờ rồi. Bây giờ thì đi vô phía bên trong để bơm máu. Vậy là một lần được 8 cái, farm thêm vài lần nữa thôi các bạn. Ở trong này thì bỏ phía bên đây chứ. Heal lại một cái nè. Đây qua da của mình ở đây. Đây rồi, đem ra phía bên ngoài thôi các bạn. Săn thêm vài con nữa thôi là mình đủ rồi. Em nói thì chắc là mình sẽ cho nó lên thêm một chút máu nữa các bạn. 100 mấy chục ngàn máu mà xuống dưới biển chịu không nổi, cho nên là lên 200 ngàn máu luôn. Rồi phần còn lại thì mình sẽ cho nó lên thêm chút sức mạnh nữa.
Em mới đã cũng đã được hồi phục máu xong rồi bạn. Bây giờ thì trở lại với đại dương, đi sâu xuống phía bên dưới thêm. Thôi, phía bên đây thì hỏi tưởng mấy con mực chứ, ai ngờ là mấy con cá dài thôi. Đi sâu phía bên đây à, phía bên đây cũng có nữa nè các bạn. Đây, đây thì không sâu lắm ha, cũng chỉ hơi cạn một chút thôi cho nên dễ farm. Và ở lần này nó tự hút đầu vô luôn nè các bạn, ngon lành. Mình có thêm được 8 cái nữa. Và đầu linh tinh trên người của nó thì mình lấy ra luôn. Và cái phần còn lại thì mình sẽ dục bỏ đi ha, dục ra phía bên ngoài. Và gì đây, mấy cái con Pokemon của mình đó bạn, nó bị mấy con này đánh vô đam lắm luôn á, 200 mấy đam. Và quất thêm một phát nữa để mình luyện cấp cho con đại của mình luôn, cộng thêm một chút và có được mấy cái này ha. Cái này thì dục bỏ đi, được 16 cái rồi các bạn. Mình sẽ đi dọc dọc ở phía bên dưới này để tìm thêm 25 cái các bạn. 25 cái xúc tu của con mực thì mình mới đủ một cái. Và phía bên đây là cái gì đây? Ui, wow, ở trong này là một cái chỗ không có nước các bạn, ở ngoài đó thì nước ha, ở trong này nó, ôi mình có thể thở được trong này luôn nè, nó giống như là một cái kết giới gì đó các bạn, nó nước nó không vô trong này được ha, nước chỉ nằm ở phía bên ngoài thôi. Ôi, ảo ma dữ ha. Khoan, mình coi ở trong đó đây có gì không có đã. Trong này có cây này ha, có nấm này ha, rồi có bay lên phía bên trên. Trên này không có gì hết à. Thôi đi ra phía bên ngoài luôn ha, dành cho những người thích sống ở dưới đáy biển các bạn. Đó, sống ở trong đó cũng được ha, ở trong đó thì có oxy được luôn. Ra phía bên ngoài này thì mình phải mặc cái bình oxy vô cái đã, tôi để quên rồi. Lướt lướt ở dưới này luôn để mình tìm, dưới này có cá cổ dài, có mô sa, có sứa đào ha. Lần một bên đây, bên đây chắc nước cạn rồi các bạn, bên đây như nước cạn hay sao á, nhưng mình cứ đi thử xem có con gì không nha. Sẵn thăm xa dưới đáy biển trong tập ngày hôm nay luôn. Ở đây có một con nữa nè các bạn, level 200 luôn mà nó quất mình kìa. À, quẩy cho một cái, quẩy thêm một cái nữa, nó vẫn chưa chết đâu. Máu của nó thì 24.000 các bạn, con này level 200 lận ăn, khó đánh con mực điều quá. Ok, mình sẽ sử dụng chiêu điện đó, cái điện này hay bị hụt lắm các bạn, nhưng mà dính vô một cái là nó kéo đam nguyên một giây đã lắm. Và phun cho một cái nè, ôi nó kẹp mình lại các bạn, mình phun cho nó hấm lắm. Và con đệ của mình sắp sửa hết máu nữa rồi, nhanh dữ ha, chưa có làm gì được hết á. Và lên phía bên trên đây rồi. Rất là khó đánh di chuyển con này, và có thêm được cái xúc tua và bị nó phun mực mù lo luôn rồi. Chạy chạy ra phía bên ngoài nó được rồi luôn, nhanh 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 nhanh, sử dụng cái chuyên dịch để bơi. Ok, rồi rồi, cho con đệ của mình ra phía bên ngoài luôn ha. Rồi nó nổi lên phía bên trên luôn rồi, không sao, mình sẽ bơi lên phía bên trên theo nó luôn các bạn. Mỗi lần quăng em nó ra nó bay lên phía bên trên ha. Con này đánh được hai con đó là nó hết máu các bạn, máu nó tuột nhanh á, mặc dù mình tăng lên 200.000 máu luôn đó các bạn. Không biết nữa, lát nữa đem nó đi đánh boss được không đây, mà thấy nó hơi bị yếu đuối nha. Bà bay lên phía bên trên cao cao một chút xem coi có được. Ôi, 24 cái các bạn, còn thiếu một cái nữa thôi à. Ôi rồi, thiếu đúng một cái nữa thôi nhá. Thịt cá đồ này thì nặng quá, để thịt này cho nó ăn thôi. Vậy là được 24 cái, còn thiếu một cái, đúng một cái nữa thôi các bạn, là mình đủ để có thể triệu hồi ra được các con boss trong cái series lần này rồi. Cho nên là lặn xuống phía bên dưới để mình đi tìm thêm mới được. Đi dọc dọc ở phía bên dưới này xem coi có con nào khác nữa không mang. Một con nữa thôi. Trời ơi, thiếu đúng một cái nữa. Và đường đi dưới này quanh co lắm. Ủa, quay trở lại chỗ cái kết giới hồi nãy thôi. Vậy là mình đi ngược đường các bạn, phải đi qua hướng phía bên đây chứ. Cái đó là quay trở lại chỗ cũ rồi ha. Đi thẳng vào phía bên đây để mình khám phá luôn. Không thấy có con Pokemon nào đặc biệt ở dưới biển hết các bạn, ngoại trừ mấy con rồng nước như lần trước ha, với lại mấy con cá kiểu như cá mập như lôi á thì có. Còn phía bên đây thì sao mà thấy vắng vẻ dữ, toàn là mấy con cá của vanilla thôi. Và đây thì có con mực nè đây. Ui, con này level tới tận 200 mấy lận các bạn, 260 lận. Mình sẽ sử dụng với cách là hit and run đi ha, vô đánh cho một cái là bỏ chạy liền đó. Với cái cách này thì mình sẽ đỡ tốn máu hơn ha, chứ còn chơi theo kiểu hồi nãy thì rất là tốn máu luôn á. Mặc dù con mực của mình máu nhiều nhưng mà chịu không nổi. À, con rồng của mình chứ máu nhiều các bạn, còn con mực thì nó đánh lại thì rất là đau luôn á. Cứ chạy là chạy vô thôi, ngoài đó là mình dãy thêm một cái nè. Ừ, hụt rồi à, chúng mà chúng chúng hên quá. Và mình sẽ cộng thêm cho nó một chút sức mạnh lên vô nữa các bạn, máu của nó hồi phục lại từ từ rồi. Mà đây thì quất cho một phát nữa nè, rồi một cái nữa thôi em, nó ra đi rồi, quất thêm một cái nữa nè. À, nhưng mà mình vẫn chưa nhận được cái đồ của nó ha, chưa có thấy nó hút vô.
24 trái vẫn chưa thấy hút vô, cho nên là mình phải xuống để mình ta ta. Có cái flash không? Mình thấy có cái túi đồ ở dưới rồi các bạn. Rớt cái túi đồ xuống dưới nè. Đây rồi. Cho nên là xuống lụm nhanh luôn. Ok. Hơi nặng một chút nhưng mà mình có thể di chuyển được. Và tranh thủ lên trên người nó để bay về nhà thôi. Rồi, chạy chạy chạy. Chạy ra khỏi phía bên ngoài luôn các bạn, để mình lên phía bên trên cho nó an toàn ha. Đó. Ở trên này thì bắt đầu mình sẽ bấm nút để mình dịch chuyển về căn cứ thôi. Ngon lành luôn. Và canh cho nó ngang cái vòng tròn nha. Ok. Cuối cùng mình cũng đã về tới căn cứ. Và cho nó đậu xuống ở đây đi ăn. Con này bây giờ thì chối tay lên không tới, nhảy thì không được, nặng quá rồi. Cho nên là vô trong nhà để mình cất bớt đồ vô cái đã. Mặc cái bộ đồ bình thường của mình vô. Rồi. Cái bộ đồ lặn thì chắc là cất từ trong cái máy đi ăn, để cho nó đỡ nặng hơn một chút nè. Rồi, đó di chuyển được rồi nè các bạn, ngon lành luôn rồi. Nhưng mà phần ngọc trai đen đồ thì mình sẽ cất ở trong này, bột linh tinh đồ cất cho luôn. Phần mực này ha, phần dầu của con mực cất ở trong này luôn, để cho nó hình như là sẽ lâu hơn hơn á. Vậy là đã có đủ tất cả vật phẩm rồi, 32 cái xúc tua luôn các bạn. Và trong này thì anti pad nè, mình sẽ lấy ra luôn, chọn bộ anti pad của mình. Và trong này thì bây giờ bắt đầu mình phải mở cái con rồng của mình đâu rồi ha, nó bay phía bên đây nó ở trên, mình sẽ đem nó vô để hồi phục máu cho nó mới được. Rồi đem nó đi đại chiến luôn. Mình sẽ kết hợp với những con Pokemon khác nữa các bạn, để cho nó đi đánh. Đây, bỏ ở trong này luôn. Bơm máu lên một cái. Trong này hiện tại là mình đang có cái con nhím lửa. Mình cũng sẽ đem theo con nhím lửa theo luôn các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chọn lựa những con Pokemon của mình, như là chắc chắn là không thể nào mà thiếu Mew nữa bạn. Đem theo con Mew. Mình không biết mấy con bay bay có đem vô trong chỗ đánh boss được không ha. Còn mấy con ma này thì cùi quá các bạn. Mấy con bay bay mình sợ đem vô chỗ đánh boss không được, cho nên là mình sẽ để trong vỏ cầu luôn cũng được. Vô trong mà mình quăng ra ha. Rồi đem theo ếch kỳ diệu nè. Con ma này mình thấy đam nó không cao các bạn. Nó cứ đần đần đù đù sao á. Cho nên là tức là để nó nhà đi ha. Mình sẽ hai vào đó thì mình sẽ sử dụng mấy con kiểu như có đam cao, với lại khả năng chống chịu. Và cái con phía bên trên nữa. Trong bộ sáng tạo này thì mình thấy có cái con phía bên đây là nó có đam các bạn. Đây là con này nè, một trong những con có đam rất cao, cho nên là sẽ đem nó theo nè. Còn con ở phía bên kia thì kiểu thiên hướng vậy có thể bay được không các bạn? Đam của nó không có ăn, nhìn nó rất là ngầu luôn nè. Nhưng mà nó không có đam, đánh được có 100 mấy đam mà, đánh không xuyên nhê đâu. Cho nên để nó ở nhà đi, nhường slot cho những con khác ăn. Như là cái con bọ ngựa này nè, đánh cũng tạm tạm nè. Còn mấy con ngoài này thì cũng không có đam luôn. Chắc chắn là phải có Charizard rồi. Charizard lát nữa mình sẽ cưỡi nó đi ha. Còn phía bên đây, còn giờ trong chuồng thú luôn các bạn. Trong chuồng thú này thì mình sẽ chọn lựa những con mà có khả năng chiến đấu. Mấy con phía bên đây là gần như là không có rồi. Cái con gà đó thì đá hay bị hụt lắm. Đem theo con đá theo nè. Đó. Đúng rồi, Hypno các bạn. Con này là cực kỳ mạnh luôn á. Phép vừa mạnh mà đam vật lý cũng mạnh nữa ăn. Rồi con rùa ha. Rùa thì có một con rồi. Và Charizard thì ít nè. Thầy Y mình cũng lấy theo luôn. Rồi phía bên đây đây. Phía bên đây là chỗ bữa giờ mình nhân giống lên đó bạn. Đó mấy con siêu chiến binh võ sĩ giác đấu của mình các bạn. Mấy con này thì đánh đam vật lý rất là mạnh, mà máu của nó thì cũng nhiều đó bạn. Được cái là 20.000 máu luôn nè ha. Mấy con này là mấy con mình nhân giống nó lên nữa bạn. Đó, hoàn hảo 100% luôn á. Cho nên là đem theo nó luôn các bạn. Đem hết cái đội quân nè, siêu chiến binh võ sĩ chắc giác đấu này đem theo luôn. Đó, vừa mạnh mà vừa trâu nữa. Đánh nó đã thì chắc ăn. Mình đánh là mình muốn là phải thắng. Chứ thua là một cái là mất hết đồ luôn đó các bạn. Trong này thì chắc vậy là chắc cũng đủ rồi đấy anh. Mọi thứ chắc cũng đủ. Và phía bên ngoài kia bị cái gì tấn công kìa. Con gì tấn công mấy con con rắn của mình các bạn. Ok, để cho nó tự động chiến đấu đi. Đúng rồi, nó cạp một phát kìa các bạn, chết luôn nha. Rồi thôi bây giờ thì mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị đủ rồi bạn. Con này thì cho nó lên thêm một chút sức mạnh nữa. Đây rồi, phía bên đây thì lên thêm một cái nữa. Ở lần trước các bạn mình đánh được cái viên đá này nè các bạn. Không biết từ cái con nào mà rớt ra cho cái con chay sắt của mình á. Monton đá mặt trăng các bạn. Không biết là để dành tiến hóa cho con nào nữa ăn. Nhưng mà mình có trong này nè. Hình như là tiến hóa cho cái con cái con gì mình quên các bạn. Nidoking với Nidoqueen rồi đó. Mấy con ở phía bên đây nè. Đó như con này các bạn. Cái con mà Nido mà lớp 12 á tiến hóa lên thành con Nidoqueen. Mấy con đó thì mình sẽ tính sao đi ha. Hôm nay mình sẽ tập trung vào đánh cái con boss này mới được. Ở đây thì khạc lửa một cái để giải quyết cái chỗ này cho nó đỡ lung tung nè. Bên đây một phát luôn. Lung tung quá mà. Đánh luôn một cái. Rồi, khu vực ở đây đã cũng đã được an toàn hết mọi thứ rồi đó. Cho nên để con đại này cũng mạnh đây một cái.
Bắt đầu mình sẽ quăng hết tất cả những em Pokemon của mình ra trên đây các bạn. Đem vô trong thì quăng ra cũng được, nhưng mà mình muốn là... đúng rồi, vô trong mà quăng ra ha. Đúng rồi, quăng ra trong này lỡ mấy con mà bay bay đó các bạn, nó vô trong không được nữa thì... thì nó sẽ ở ngoài luôn á, cho nên là đem theo luôn các bạn. Đem theo con này theo luôn ha. Mình sẽ bỏ hết đồ vô trong này một cái, bấm một phát đó, rồi lấy ra các bạn. Như vậy sẽ chắc ăn hơn nha. Vô trong mình quăng ra các bạn. Ôi trời, chết, lỡ vô trong quăng ra không được thì sao ta? Lỡ mà quăng ra không được là coi như là fail luôn á. Cái nó chơi liều luôn các bạn, mình nghĩ chắc là được. Và đây thì kéo lên mình có thể nhìn thấy được cái quang cảnh xung quanh luôn nè. Như con khỉ nè bạn, tượng của con khỉ nè ha. Cái này là tòa nhà cổ nè, kiểu như phong cách theo kiểu châu Á nữa bạn, phong cách triều đình đỡ ăn. Và được dịch chuyển đây rồi, vô phía bên trong để mình thử ra quăng ra được không đây. Được các bạn, ok được 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 được, ok quăng ra tụi nó hết ở trong này luôn các bạn. Đó, quăng hết là con boss đâu á. Mình thấy cái ống máu của nó rồi các bạn, ống máu nó phía bên ngoài đó, cũng xa cho nên không sao. Được, kịp thời gian của mình quăng ra đó, nhanh thủ quăng ra luôn. Mấy con bay bay thì quăng ở trong này cũng được nữa bạn, như Charizard đâu nữa ha, quăng ở trong này thoải mái lắm. Đây rồi, bộ siêu chiến binh của mình các bạn, mấy con võ sĩ giác đấu của mình nè, là hết đi cưng Mew nè. Ok, lát nữa chắc là mình sẽ cưỡi con Mew thử các bạn, cưỡi con Mew để đi ra lệnh cho mấy con này nó chiến đấu đi nha. Được á. Ôi, đem được cả cá ở trong này nữa hả? Ôi, nhưng mà cá ở trong này không có nước các bạn, nó chui vô trong này lại nữa rồi nè. Rồi ơi, và mình sẽ cưỡi con Mew đâu rồi anh? Hồi nãy mình thấy là nó ở phía bên này là đây các bạn, đây rồi. Ủa, hình như là mình không cưỡi con Mew được hay sao đó các bạn. Mew đây nè, đâu phải không, quăng nó thử đây. Chỉ có cách là hút nó vô trong quả cầu thôi các bạn, chứ không có cưỡi được ha. Như mấy con này thì có thể cưỡi được nè, còn bọ này thì cũng không cưỡi luôn các bạn, con bọ ngựa cưỡi không được luôn. Còn Charizard mấy con này thì cũng không được luôn, hay ít thì cũng không được luôn. Còn con Charizard bình thường thì sao, cũng không được luôn các bạn. Còn con rồng thì được không á, con rồng thì nó bay bay ở trên nữa, hơi bị khó leo lên, mỗi lần muốn leo lên nó cũng hơi cực nữa, kiếm cách để dối tay lên trên. Đứng ở trên con rùa thử con đùa này thì người có leo lên cũng không được luôn. Con này thì leo lên được đó các bạn, rồi nhảy lên trên thôi, rồi được nè. Leo lên được các bạn, ok mình sẽ leo lên cái con chốc cái hăng, rồi nhảy lên cái. Con này thì leo lên được các bạn, cho nên là mình sẽ cho tụi nó follow hết đi nha. Rồi mình sẽ ra lệnh cho cái con rồng này di chuyển các bạn đó, mình sẽ điều khiển con rồng này di chuyển để chuẩn bị cho nó đi theo mình thôi đó, chờ đợi cho mấy con kia nó đi theo mình các bạn, dẫn nó qua phía bên đây á. Chỗ kia thì rớt xuống vực rồi hả, ghê quá vậy, chắc là nó sẽ bị giới hạn map và không có rớt xuống dưới được đâu. Qua đây rồi, nguyên cái dàn đệ tử của mình, cái con kia thì đi chậm quá, con trong bộ sáng tạo đó bạn, nó rùa bò quá. Và ống máu của con boss thì ngay ở phía bên dưới thôi, mình chờ cho tụi nó tập trung lại một chỗ hết cái đã, rồi bắt đầu ra lệnh ha. Cục đá nó lăn kìa. Nhìn cục đá di chuyển mắc cười quá. Đi xuống phía bên dưới này luôn. Ây cha, tụi nó làm mình bị vướng ở trong này luôn rồi. Hên quá, ra được phía bên ngoài rồi. Con này điều khiển lù đù quá, được cái là có thể bay được thôi ha. Và con boss ở ngay phía bên dưới thôi, chờ cho nó lên trên này để đánh luôn cũng được các bạn. Núp ở đây để mai phục tụi nó. Và nó thì, ây ơi, lên phía bên trên rồi. Tấn công. Ok, mình sẽ nhào vô để mình đánh phụ các bạn, quẩy đuôi phụ ha. Ui, máu con boss thuộc xuống nhanh lắm các bạn, trời ơi mấy con Pokemon này của mình báo quá ha, đánh kìa, mười mấy ngàn đăng các bạn. Wow, trời ơi, không ngờ với sức mạnh khủng khiếp mấy con đệ này của mình, ra đi con nhện quá là nhanh luôn á, con nhện có vẻ như quá dễ ha. Còn cái con tinh khổng lồ thì nó đâu rồi, nó phía bên đây thôi các bạn. Ra lệnh cho mấy con Pokemon của mình tuôn xuống dưới này hết mới được. Xuống dưới này mấy đứa ơi, tụi nó đâu hết rồi không biết nữa. Vô, tấn công. Wow, một phát 11.000 đam nó đánh kìa. Ui, con tinh khổng lồ này có vẻ như căng hơn rồi các bạn, có ăn hơn nè. Mình sẽ vô để mình đánh phụ mới được. Đánh phụ lẹ, chứ không kịp, chứ không có đánh mấy con đệ của mình đi hết. Ra một con ra đi rồi các bạn. Ôi, một em có cái môn của mình đã ra đi. Con nhện có vẻ như là chỉ là một cái con phụ thôi, còn con này mới là con chính nha. Được nửa cây rồi. Rồi lại tiếp tục có thêm một con đệ của mình ra đi nữa. Và con này rất là khó để có thể điều khiển nó đánh luôn á. Quẩy cái đuôi một cái, đúng rồi, đứng ở phía đằng sau đánh. Trời ơi, Pokemon của mình sao nó ra đi hết hàng lọt luôn rồi. Ôi, mới được có nửa cây máu của con boss thôi các bạn,
mấy mấy con bạn của mình đi hết rồi. Hồi xong mình chỉ còn có mình lại ở đây ha. Không được không được, mình phải chơi theo kiểu hit and run mới được. Quẩy cái đuôi trái bỏ chạy. Ok đúng rồi. Rồi Pokemon của mình vô trong này hết luôn rồi các bạn. Có vẻ như cái chuyện điện này không ảnh hưởng với nó được rồi, cho nên là mình sẽ sử dụng giống như hồi nãy mình đánh con mực các bạn, xuống mình quẩy một cái là lên ha, cứ bay lên bay xuống thôi. Nên là con này có khả năng bay được và mình chửi nó được á, chứ không là một fail luôn rồi á, thất bại luôn rồi các bạn. Quẩy một cái nè, lui ra liền lui ra liền à, lui ra liền không kịp các bạn, nó cũng giả cho mình một cái nha. Đó xuống thấp thấp thôi, trong lúc nó đang chịu hồi ra thì mình xuống mình giả đó. Và con này của mình cũng lên cấp ơi, không phải lúc ôi được 27 cấp các bạn, cộng thêm cái phần sức mạnh cho nó thêm á. Ok và ép cho nó ăn thịt vô cái đã, cho nó hồi phục máu lại, còn nửa cây nha, vẫn chơi được. Quốc thêm một cái nữa nè, đó xuống một cái là lên một cái liền ha. Nó summon ra thì xuống mình quẩy cho một phát, rồi lên phía bên trên liền quẩy cho phát. À, với cách này thì đánh hơi lâu một chút các bạn, nhưng mà được ha. Bây giờ thì mình không lấy mấy con Pokemon của mình ra được đó chứ, cho nên là sử dụng cách này thôi. Đường nào thì tụi nó cũng yếu máu, quăng ra một cái chắc tụi nó cũng chết đi thôi à, cho nên là áp dụng cái cách này được, miễn sao mình giữ cho cái con này sống là được rồi. Tranh thủ đó một phát được 3.000 mấy đam thôi các bạn. À, quả về cái đầu của nó, tính ra mấy con Pokemon của mình có khả năng chống cự kém quá ha. Nó không có được như mấy con khủng long đâu, mấy con khủng long thì nó có khả năng chống cự tốt hơn, còn con này thì máu thì nhiều các bạn, nhưng mà khả năng phòng thủ thì lại rất là giấy. Đó Simon nè, mình xuống nhiều quá mình sợ nó đánh trúng mình đó. À dậm 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 đập một cái nè, nửa cây nó sắp chết các bạn, mình thì nửa cây á nhưng mà nó rút máu mình nhanh lắm. Thì một cái nữa nè. Ồ, đánh mấy con kia của mình hình như, à đánh mấy con tinh tinh nhỏ nhỏ của nó các bạn, mình sẽ được hồi máu lại đó, cũng đỡ ra chứ đỡ được phần nào. Rồi xuống một cái nữa. Ok thêm một cái nữa nè, cố thêm một cái nữa, thêm một cái nữa. Lên 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 lên. Ây da, ủa nó chọn cục đá đau lắm rồi, 11.000 đam một phát. Wow khủng khiếp quá. Cộng thêm một chút sức mạnh lên nữa đi, bây giờ cộng máu là không phải giải pháp rồi, bây giờ phải lên sức mạnh và dòm thêm một chút. Mình chỉ sợ là nó chỉ chui vô trong cái quả cầu trở lại thôi các bạn, chứ không sợ gì hết luôn á. Với số lượng máu này thì ăn không biết tới khi nào mới đầy đây. Và máu của, và em nó thì đây rồi, cố gắng đánh thêm một cái nữa. Hình như nó chuyển sang trạng thái, à không, con này boss mà các bạn, chắc không chạy đâu. Quẩy cho một cái, ok. Nó hơi yếu rồi ha. Và mình sẽ chờ đợi cho nó summon bạn, nó sử dụng kỹ năng chịu hồi á. Đập cho cái đó, cố gắng vài phát nữa thôi. Ha, hụt 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 hụt. Hụt, ấy da, đâu á. Né cục đá liền, ok. Chứ chiêu cục đá là cái chiêu mạnh nhất của nó đó bạn, cho nên hơi ghê ghê á. Và bay lên xuống bên trên liền. Nó thì không biết bao nhiêu máu đây ha. Bây giờ mình không có sử dụng cái ống dòm được nữa các bạn. Chuỗi con này không có bấm cái ống dòm được á. Nãy phải bấm cái ống dòm sớm thì được. Và đây rồi, ok. Cuối cùng sau một hồi nỗ lực các bạn, em nó cũng đã ra đi. Và còn 50 mấy giây nữa thôi, mình sẽ được ra ngoài và mình unlock qua được cái gì á. Để xem nữa coi. Trong cái phần là chết thôi nè. Con boss này thì con boss cuối luôn á bạn, mà nó chỉ unlock qua được cái đôi dài với cái tay với lại cái nón thôi ha. Cái súng nè. Vậy là map này không có cái quần với lại cái áo rồi. Vậy là nó không cho mình chạy nhanh các bạn, với không cho mình bay rồi ha. Trong cái map phần này, nếu mà bay được thì vô trong mấy cái hang động lấy anti-fast thì nó lại quá dễ rồi. Bay lên phía bên trên lấy anti-fast ha. Và đây thì còn con Hypno hả? Ủa, Hypno đâu ra vậy? Con Hypno vẫn còn nguyên máu luôn đó bạn, chắc hồi nãy nó bị kẹt ở đâu ha. Trời ơi. Vậy mà nó không ra đánh phụ mình là mình vật vã nãy giờ. Xém chút nữa thua luôn à. Và còn vài giây nữa thôi. Em Hypno cũng sẽ được ra phía bên ngoài đúng không? Xem thử có phải không? Đúng rồi các bạn, ok. Em nó đã được ra phía bên ngoài rồi đây. Mình thì ra phía bên ngoài bị bay lên lửng không đây? À, bị lỗi bay lên lửng nữa rồi các bạn. Hay là ra lệnh xuống dưới này. Mình cưỡi nó luôn các bạn. Ok, cưỡi con này. Rồi bấm dịch chuyển một phát đi ha. Cho nó về với căn cứ của mình luôn. À, xem cho con rồng dính vào cái đuôi của nó các bạn. Dính vào cái đuôi của nó chắc là nó cũng sẽ được đi về thôi. Ok, cuối cùng cũng đã về tới căn cứ các bạn. Bây giờ thì con này chắc mình sẽ thu nó vô đi ha, để lát nó hồi phục máu cho nó.
Còn con Hypno đây thì mọi thứ vẫn còn ngon các bạn. Trời ơi, nó không có chiến đấu luôn á, nó bị kẹt ở đâu á. Và mấy con Pokemon của mình chắc là phải lần lần mình sẽ bỏ ở trong này để hồi phục lại cho em nó các bạn. Đó, là không biết con nào đã hồi phục, con nào chưa nữa ha. Rồi bây giờ nhiều quá các bạn, cho nên là lát nữa mình sẽ hồi phục cho em nó sau đi. Còn bây giờ thì mình có ra mình đủ nguyên liệu để mình chế tạo cho mình cái quả cầu công nghệ test không nha. Thiếu element, element trên người của mình các bạn 300 mấy mảnh luôn nè. Bấm một phát thiếu 200 mấy mây tàu hả? Ồ, trong lò nung của mình vẫn đang nấu các bạn. Mấy cái này đang nấu tích cực luôn á. Mấy cái lò nung này cùi quá, được có 4 cái à, cho nên nấu hơi lâu. Cho nên mình sẽ làm thêm mấy cái lò nung nữa đi ha. Đây thêm khoảng tầm 4 cái nữa các bạn. Bữa giờ để nấu á, tích trữ bữa giờ. Bây giờ thì đặt ra phía bên ngoài luôn. Mình sẽ tạm thời để nó ở đây đi. Trong mấy cái lò này hiện tại là đang tròn nha. 400 mấy nè. Chia ra về nấu sẽ được lẹ hơn á. Mọi thứ mình, mỗi cái lò mình sẽ lấy ra một ít, đỡ phải đi đập thêm á. Phần gỗ thì trong cái bàn này thôi các bạn, lấy ra phía bên ngoài luôn để đốt luôn. 1000 cái thôi. Chia ra phía bên đây luôn. Chia 200 cái thôi ha. Còn phía bên đây thì chia nhỏ nó ra luôn. Chia nhỏ này ra luôn. Rồi, 400 cái một lần. Bật lên luôn, nấu cho nhanh hơn. Phía bên đây bỏ vô luôn. Bật lên luôn. Cái này thì bỏ vô luôn. Rồi. Ok, ngon lành đó bạn. Mấy cái lò nung sẽ từ từ nấu cho mình ha. Và mình sẽ ra phía bên ngoài để mình quăng mấy con này ra phía bên ngoài các bạn. Như Charizard vậy ha. Mấy con này thì chưa biết con nào hồi phục rồi, con nào chưa hồi phục đây. Thôi thì mình cứ quăng đại ra phía bên ngoài đi. Con này thì đã hồi phục rồi này ha. Quăng mấy con này ra phía bên ngoài luôn. Mình không biết là con nào đây, quăng đại đi các bạn. Sau một chuyến đi về ha, em nó tê tả te tua hết rồi. Mình để nó phía bên ngoài này từ từ cho nó ăn, nó hồi phục nó là từ từ cũng được. Ra hết. Còn là con Mew của mình đó các bạn. Mew của mình là 74.000 máu đó bạn. Mà vô chịu không nổi nhiệt ở trong đó ha. Rồi nãy giờ mình sắp xếp mấy con đệ của mình đó bạn. Mọi thứ cũng đã ngon lành hết rồi ha. Bây giờ thì vô phía bên trong để thử xem coi mấy cái lò nung này nó nấu cho mình đủ cái phần mây tờ chưa. Đấy, bấm ở trong này một phát thử xem coi. Đủ rồi nè các bạn. Bây giờ thì chỉ cần bấm một phát thôi là nó sẽ chế tạo cho mình cái quả cầu công nghệ test ít cộng luôn. Bén một phát à, lấy element ra luôn ha. Cái này bây giờ mình cũng không biết là để nó ở đâu nè. Nó bự quá rồi. Chắc là để ở chính giữa căn cứ của mình các bạn. Ngay ở tuốt ở phía bên trên nóc này luôn đi ha. Đó, để trên này nè các bạn. Trên này bây giờ thì để ngược cái phía bên đây. Đúng rồi, quay ra phía bên trước các bạn. Để ở phía bên trên này đi ha. Quay ra phía ngoài biển nè. Quay hướng mặt tiền cho nó đẹp. Và đây thì mình sẽ canh canh cho nó ngang ngang chỗ này chút. Nó hơi lòi lòi ra phía đằng sau á. Cho nên kéo nó vô trong này. Ồ, vô trong này thì hơi bị vướng cầu thang ha. Cho nên sẽ lấn lấn ra phía bên ngoài một chút nữa bạn. Ăn gian lấn lấn ra phía bên ngoài một chút ha. Rồi canh cho nó qua phía bên đây một chút. Ok, ngon rồi các bạn. Để góc nhìn này thử xem coi. Nhìn ở phía đằng sau thì cũng được các bạn. Không có lấn ra phía bên ngoài lắm đâu ha. Và cái này thì bây giờ chỉ cần bỏ element vô trong này thôi các bạn. Bọt nó lên một cái. Mình sẽ thử chế tạo đo dài thử coi. Thiếu mây tờ rồi các bạn. Không đủ để chế tạo đo dài á. Còn cái bao tay thử coi. Bao tay thì được các bạn. Chế tạo trước đi á. Giờ trong này phải chờ đợi thêm mây tờ rồi. Rất là nhiều mây tờ luôn á. 400 mấy mây tờ nữa nè. Chỉ còn thiếu mây tờ thôi. Chắc là trong thời gian giữa hai tập mình sẽ AFK thêm các bạn. Để có thêm phần mây tờ thêm á. Còn cái này chỉ là cái bao tay công nghệ test thôi. Đeo vô luôn các bạn. Được mới có bao tay thôi. Với cái bao tay này thì mình có thể đấm một cái để lướt lên lướt xuống nha. Với cái khả năng đấm này thì không biết là có thể lướt lên chỗ cái anti phát để lấy đồ không nha. Không biết là có đủ độ cao không nữa. Nếu mà lướt lên chỗ lấy anti phát được thì nó sẽ đỡ hơn á. Nhưng mà mình nghĩ chắc không đủ độ cao đâu. Thấy nó kiểu bay nó hơi thấp ha. Nếu mà đủ độ cao lên chỗ lấy cái anti phát đó thì bay lên trên đó thì quá dễ ha. Đỡ phải bắt cua như tập trước. Ở tập trước bắt cua rất là căng thẳng luôn á. Hên là có cái gì mod dịch chuyển các bạn, chứ không là chết mất độ phía bên đó luôn á. Rớt xuống lava chứ dịch chuyển lên trên là được ha. Như vậy trong tập ngày hôm nay đó bạn, thì mình đã đánh hạ được cái con boss của cái map lần này các bạn. Ở cấp độ khó nhất, cấp độ alpha luôn ha. Nhờ vào sự trợ giúp của con rồng này đó bạn. Đây rồi, con rồng Rayquaza gánh tim các bạn. Rồi nhờ có nó chứ không là coi như là mình cũng fail luôn ha. Thất bại luôn ở trong tập ngày hôm nay rồi. Hên là có nó cho nên là cũng thành công. Trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ chờ đợi thêm mấy cái lò nung bạn. Nó nấu thêm mây tàu để mình chế tạo luôn cái nón với lại cái đôi dài các bạn. Hình như là có cái nón với đôi dài thôi chứ còn cái nón với đôi dài thôi bạn. Chứ còn cái quần với cái áo thì không có ha. Với lại cái súng nữa các bạn.
ở tập sau đi ha. Mình sẽ thử chế tạo luôn các bạn, với lại đi vòng vòng săn thêm mấy em Pokemon trong cái series lần này luôn nha. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng dài rồi các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình thì cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.